Đây, chứng dịch Út xin đã đi lụm hồi trưa đây cả nhà ơi. Bây giờ Út xin chuẩn bị đi đi chiên nha cả nhà. Đây, trứng vịt rồi chưa? Út xin đi lụm đây cả nhà ơi. Chiều nay Út xin ăn trứng vịt nha cả nhà. Nhà ơi, không chiên nhiều ăn hết đâu. Rồi, Út cho nước mắm vào nha cả nhà. Chiết nước mắm cho nó thơm. Rồi, sau đó Út để một chút hạt nêm cà no vào. Ngon lắm cả nhà ơi. Cho thêm một ít đường. Cho vài hạt bột ngọt vào. Út cho một chút tiêu vô nữa cả nhà, rất thơm. Rồi quậy cho đều. Út xay qua sắc hành nha cả nhà. Cho hành lá vào cho nó thơm. Quậy cho nó tan hột vịt ra nha cả nhà. Cho chồng trắng với chồng đỏ nó nguyện vào nhau. Xong Út đi bắt bếp đây. Rồi Út xin bắt bếp lên nha cả nhà. Chảo nóng Út xin đổ dầu vô nha cả nhà. Sau khi dầu ăn nóng, Út xin cho tỏi vào nha cả nhà. Tỏi đã thơm, Út cho dụng cụ vào, hột vịt đã có gia vị. Wow, cả nhà nhìn thấy hấp dẫn chưa? Thơm quá cả nhà ơi, mùi tỏi và mùi hành. Mùi tiêu, nước mắm, hạt nêm cà no, đường, bột ngọt. Đây là trứng vịt rồi chưa? Út đi lụm nha cả nhà. Chiều nay Út xin ăn trứng vịt chiên. Hột vịt của Út xin chín, Út tắt bếp nha cả nhà. Cả nhà nhìn thấy ngon chưa? Wow, rất thơm. Quý vị khán giả cùng ăn cơm với Út xin nha. Đây, nước mắm chua ngọt cả nhà ơi. Chiều nay Út xin ăn cơm với hột vịt, Út xin đi lụm hồi trưa nha cả nhà. Chị khán giả cùng ăn cơm. Quý vị khán giả cùng ăn cơm với Út xin nha. Út xin mời quý vị khán giả ăn cơm.